chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình bắt đầu hái sả cát Hòa Lộc nha các bạn. Thì mình làm đoạn video ngắn chủ yếu là cập nhật chia sẻ để các bạn tiện nắm tiện theo dõi cái quá trình làm sòi mình và có cái thành quả là thu hoạch nha các bạn. Thì như thường mình đã nói, kênh mình thì không có chuyên về báo giá các bạn ơi. Thì chủ yếu là mình có sòi mình hái thì mình bán nhiều thì mình cập nhật nhiều cho các bạn tiện nắm tiện theo dõi nha. Đây các bạn, chạy tương đối khá là sai nha các bạn. Thì nói chung là tình hình sòi hiện tại thì giá nó cũng không có được cao không các bạn ơi, cũng tạm ổn thôi chứ không có quá cao nha. Mình nói chung mình tìm hiểu cũng mấy ngày nay rồi các bạn, giá nó cũng tương đối cũng tạm ổn thôi. Đây quá là nóc nha các bạn. Đây là cái lô trái mà mình có bao trái mình có chia sẻ các bạn á, là cái đợt bông nó tự ra các bạn, chưa tới kích mà nó đã tự ra rồi nha. Hôm nay thì nó quá là nóc các bạn ơi, trái này nó bị lem mà. Nói chung thì nó cũng không có được đẹp cho lắm các bạn ơi, nó tạm tạm thôi. Đây các bạn thấy đây, nó hơi lem nhẹ nha, nhưng mà đối với sòi sớm vụ như thế này thì lấy hết trơn các bạn ơi. Nói chung là sòi mình tương đối là trái cũng khá là to nha các bạn. Cát Hòa Lộc thì phải để nóc như thế này các bạn ơi. Đây chuột cắn hả? Đây, chuột cắn rồi nè, cho mượn điện thoại coi. Đây người thật việc thật nha các bạn, cho các bạn xem đây. Hiện tại thì 8:37 các bạn ơi, thứ năm ngày 27/7 nha. Thì để mình hái nha các bạn, rồi mình sẽ cập nhật giá cho các bạn nắm nha. Chung là trái tương đối cũng khá là sai các bạn. Bạn thấy nè, sòi sớm rồi nè, gió đánh tưa tải bao trơn. Bao mà sòi sớm này mà áp dụng bao cũ các bạn, gió này là đánh tưa tải hết, không còn gì hết nha. Sớm vụ nên chịu khó mình đầu tư bao mớ các bạn ơi. Cào quá để leo lên cây hái các bạn ơi. Ô, đã lên tới cây rồi các bạn ơi. Nói chung thì giá sài năm nay thời điểm này thì nó cũng không có cao lắm các bạn, chứ so với mọi năm thì cái tháng này là năm rồi là 130-140 như các bạn, nhưng mà hiện tại thì giá nó không được tốt như vậy các bạn ơi. Nhưng mà tại vì năm nhuận các bạn, chắc có lẽ là tháng sau thì giá nó sẽ tốt hơn. Rồi thì mình cũng cập nhật giá cho các bạn nắm luôn các bạn ơi. Thì giá sài hiện tại hôm nay mình bán là 400g để lên nha các bạn.
giá 75k các bạn ơi, gớt lại thì 45k nha. Nói chung thì giá xoài năm nay nó không được tốt như năm rồi các bạn, nhưng mà mình nghĩ là tháng sau giá nó sẽ tốt hơn. Rồi thì các bạn thấy cái video này hữu ích thì các bạn đừng tiếc like nha. Chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn.